Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sở Khanh Triệu Phú, tham gia chung chiến Be Training chinh phục Vịnh Vân Phong, núi Vân Phong. Ok, trong chuyến đi từ sáng đến giờ mình cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì mình vượt qua đâu là đồi, đâu là núi và có những cái bãi cát rất là khó đi. Nhưng mà chúng ta là gì? Những con người là những doanh nhân, chúng ta phải đi từng bước và hỗ trợ lẫn nhau. Đến thời điểm này chúng tôi đã đặt chân ở giữa đoạn đường và rất là tuyệt vời. Tí xíu nữa 2 phút tới đây chúng tôi sẽ đi một chuyến đi nữa là chinh phục một cái những cái đồi, những cái núi còn nghiêm trọng hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa. Và kỳ vọng chúng tôi thì sẽ tạo thành một cái là đội nhóm sẽ chinh phục được cái đồi núi này và sẽ tiến thẳng đến điểm cực đông của tổ quốc Việt Nam. Ok, cảm ơn rất nhiều. Ok. Oh yeah. Hồi sáng giờ trong cái chuyến leo núi từ ở dưới chân núi lên trên tới này thì nói chung là rất là cực khổ, và cái đoạn đường này rất là gian nan. Nhờ sự tương trợ của đồng nghiệp và sự chuyên trợ của các doanh nhân cùng chung cái chuyến đi này thì mình đã